Xin tất cả mọi người, đây là kênh Với Màn Showbiz, nơi mà câu chuyện, thông tin và đời tư của nghệ sĩ các bạn sẽ được nghe tại đây. Theo thông tin vừa qua, Paparazzi vừa bắt gặp Hardy Won có mặt tại phim trường chương trình Rap Việt tới thăm ông xã Trấn Thành khi anh đang bận tối mặt ghi hình với vai trò MC. Nữ ca sĩ hương đêm bay xa, diện trang phục hồng thể thao và năng động, cô di chuyển trên chiếc xế hộp sang trọng với giá trị khủng khoảng 9 tỷ đồng. Một vài phút sau đó, MC Quốc Dân cũng đã được bắt gặp tại hậu trường. Anh gây chú ý khi để râu, có sự thay đổi về mái tóc, để tóc móc lai. Sau nhiều ồn ào về đời tư, cuối cùng hôm nay nghệ sĩ Trấn Thành cũng đã xác nhận sẽ vẫn tiếp tục làm MC trong chương trình Rap Việt mùa 3. Vào tối ngày 13 tháng 5, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng được tổ chức tại Đà Nẵng. Ở hạng mục phim Việt Nam, giải thưởng đạo diễn xuất sắc được trao tới nghệ sĩ Trấn Thành với tác phẩm Nhà bà nữ. Do đang bận rộn với Rap Việt, Trấn Thành không thể tham dự. Ca sĩ Hardy Won đã thay mặt chồng nhận cúp giúp và phần thưởng trị giá 20 triệu đồng. Hardy Won phát biểu, hôm nay chồng em quay chương trình nên không thể có mặt ở đây được. Chồng em bảo vợ chồng là một, anh không đi được thì em đi thay thế để chăm sóc đoàn, chi tiền cho đoàn. Em tưởng là chỉ đi chi tiền nhưng ra đây lại được nhận giải thưởng, em rất vinh dự. Thật sự em đã thấy quá trình chồng làm phim, ban ngày anh ra ngoài họp kịch bản. Còn khi về nhà, nếu có thắc mắc thì chồng em không cho em ngủ đến 3-4 giờ sáng. Đến khi nào bàn ra được công việc thì em mới ngủ. Lần này em nhận quà giúp chồng em. Em thấy mọi khó khăn và thiếu ngủ trước kia đã được bù đắp. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Hơn 10 năm bên nhau, hai vợ chồng Hardy Won và Trấn Thành không ít lần nhận những tin đồn đổ vỡ về tình cảm. Hai vợ chồng đã cưới nhau từ năm 2016 cho tới giờ. Hiện thì họ vẫn đang xác nhận là mối quan hệ của họ vẫn đang viên mãn, hạnh phúc và không hề có chuyện gì xảy ra cả. Khi nhận về những câu hỏi sao lại ít đăng ảnh chung với bà xã, Trấn Thành đáp trả rằng cả tháng nay, tôi đi quay phim mới, đầu tắt mặt tối, không chụp hình chung với vợ để đăng fanpage. Tôi chỉ đăng các câu nói bày tỏ quan điểm về chuyện tình cảm trong người ấy là ai, game show tôi làm MC. Vậy mà giờ lên tin đồn tình cảm chúng tôi rạn nứt. Chưa dừng lại ở đó, Trấn Thành không chỉ đối mặt với thông tin chuyện tình cảm riêng tư, mà còn phải đối mặt với game show hot sắp tới sẽ ra mắt là Rap Việt mùa 3. Trước thông tin này, khán giả đã chia ra hai chiều ý kiến. Một số khán giả thì vẫn ủng hộ nghệ sĩ Trấn Thành nên tiếp tục và đồng hành cùng với Rap Việt mùa 3, tại vì thực sự tài năng của anh không ai có thể vượt qua hay thay thế vị trí đó tại chương trình được. Nhưng một số khán giả còn lại thì chê trách cách nghệ sĩ Trấn Thành dẫn dắt chương trình, không những thế còn đào lại những ồn ào trước đó của anh. Một số ý kiến trái chiều của dư luận đáng chú ý như sau. Luôn ủng hộ Trấn Thành, con người mà, cũng có lúc nói phạm miệng, ai mà tránh khỏi chuyện đó. Dù gì Trấn Thành vẫn hợp với Rap Việt, nếu để ai đó khác dẫn sẽ bị chê nhạt cho mà xem. Cái gì ra cái đó, năng lực của Trấn Thành không thể phủ nhận. Trấn Thành có khóc nhiều như các mùa trước đó nữa không? Xem phát ngán. Trước đó, Trấn Thành đã dính phải nhiều lùm xùm về phát ngôn, ứng xử. Không ít báo đài đã lan truyền Trấn Thành bị gạch tên khỏi vị trí ghế nóng hay người dẫn chương trình một số game show quen thuộc. Tại thời điểm đó, nhà sản xuất siêu tài năng nhí thông báo MC Đại Nghĩa sẽ thay thế Trấn Thành sau 3 năm đồng hành cùng chương trình vì lý do anh bận lịch quay phim. Trong hai mùa đồng hành cùng Rap Việt, Trấn Thành vướng nhiều tranh cãi như chuyện anh khá dễ khóc, bị chỉ trích khi body shaming, miệt thị ngoại hình thí sinh và tiếp tục lại là phát ngôn bị ném đá gay gắt như đời nghệ sĩ khó nuốt. Cụ thể, câu nói đầy đủ của Trấn Thành như sau. Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ rất nhiều. Mọi người đều trải qua những thăng trầm. Nếu mà ai thích tiền, thích hào quang thì cứ lên đây nếm bốn chữ hào quang rực rỡ đi rồi biết nó là cái gì. Trấn Thành vừa khóc vừa phát biểu trong buổi ra mắt phim của Đàm Vĩnh Hưng. Ngoài ra, ông xã Hardy Won còn tự nhận mình là người bị chửi nhiều nhất Việt Nam, bị giễu cợt là hay khóc, còn đặt biệt danh cho anh là Thành Cry. Một khi người ta ghét mình, tôi làm gì cũng bị ghét, nhưng tôi không bận tâm nhiều, tôi chỉ muốn mang hạnh phúc cho những người quan tâm mình, cần mình, anh nói. Và đó tất cả tin của ngày hôm nay. Đây là kênh Với Màn Showbiz, nơi và thông tin, đời tư và câu chuyện của nghệ sĩ trong showbiz các bạn có thể nghe tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.